Xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Video này tôi sẽ nói về cái quy trình chạy quảng cáo bài post trên fanpage hiệu quả. Bài post ở đây chính là bài đăng ở trên fanpage, và cái này là mình chạy phổ biến nhất, tức là mình đăng một cái bài ở trên fanpage của mình, sau đó thì mình chạy, và cái quy trình của nó, những cái bí quyết của nó, những cái kinh nghiệm của nó là như thế nào. Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như là khi mà chúng ta chạy một cái bài, chúng ta đăng lên đây đấy. Sau đó thì chúng ta chạy, chúng ta thu được những cái tin nhắn 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 13.000, 16.000, 18.000, 22.000, 24.000 đấy. Thì chúng ta chạy, chủ yếu đây là chúng ta chạy bài đăng và dạng bài đăng tin nhắn, có tin nhắn về. Thế thì bây giờ cái quy trình chạy như thế nào? Đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chuẩn bị tài khoản quảng cáo, chuẩn bị fanpage, đúng không ạ? Vâng, chuẩn bị sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thì mình phải chụp đẹp, làm video đẹp. Đấy, chuẩn bị hotline bán hàng, nếu mà hotline đẹp cũng là một cái ưu thế rất là lớn nhá. Hình ảnh đẹp và video đẹp, bài viết hay cộng với chương trình bán hàng, cái này là mình phải chuẩn bị rất kỹ, được chưa? Tài khoản ngon. Đấy, chạy ổn định. Fanpage thì mình đăng bài lên, mình sau đó mình bắt đầu là mình chuẩn bị cái nghiệp vụ chim mồi. Nghiệp vụ chim mồi hay seeding là gì? Bây giờ mình đăng một cái bài lên fanpage xong, thế sau đó mình mới dùng các nick ảo của mình, mình đi share vào các group, hoặc là mình đi vào các hội nhóm, hoặc là trên các nhóm Zalo, mình yêu cầu nhân viên của công ty, bạn bè của mình vào đấy bấm like, bình luận, chim mồi, em đã mua hàng ở đây rất đẹp, shop ơi em vẫn chưa nhận được hàng, rồi thì em đã nhận được hàng rồi, hàng rất đẹp nhưng mà chắc là do đơn hàng nhiều quá nên là shop giao hơi lâu, đóng hàng chưa cẩn thận. Mình sẽ dùng các cái nick ảo hoặc nick thật, mình seeding, mình comment chim mồi, sau đó mình chia sẻ cái bài đó vào một số những cái hội nhóm, hoặc là mình nhờ bạn bè, nhờ người thân, nhờ nick ảo nhá, mình chia sẻ để làm gì? Để tăng cái lượt xem tự nhiên, tăng cái lượt xem tự nhiên cho cái bài viết đó, và có một cái lượng tương tác là tốt cho cái bài viết đó. Đấy. Thông thường thì hiện nay các bạn hay là thường làm là đăng lên một phát và các bạn chạy luôn. Thì ở đây tôi đang cố gắng giải thích theo một cái hướng, đấy là mình không chạy luôn mà mình sẽ có một cái động tác là để kiểu như là phơi đấy một chút, để cho nó có lượt tương tác tự nhiên, có lượt like tự nhiên, có lượt xem tự nhiên và chim mồi, seeding. Đấy. Thậm chí không tự nhiên được thì mình phải chim mồi. Bằng cách, ví dụ nha, tôi sẽ làm như này, tôi sẽ nhắn vào một cái nhóm có hàng chục thành viên. Đó là những người sinh viên của tôi, đó là những học viên của tôi, đó là những người bạn của tôi. Tôi bảo là bây giờ anh đang chuẩn bị chạy bài này, mọi người bấm like cho anh, mọi người comment cho anh, giúp anh là ở đã mua hàng thế này thế kia. Đấy, thế thì như vậy nó sẽ có một cái lượng tương tác. Đấy, xong rồi share trên tường, share vào nhóm. Thế thì trên cái bài đấy nó có comment, nó có lượt xem, nó có lượt share. Đấy, thì rất là quan trọng, rất là tốt để khi mình bắt đầu mình chạy. Khi mình bắt đầu mình chạy thì mình sẽ có khả năng được hiệu quả hơn, thu hút được các những người xem quảng cáo hơn. Đặc biệt là những cái người xem quảng cáo hiện nay họ rất thích những cái bài có nhiều lượt like, họ rất thích những cái bài có nhiều lượt comment. Mà like phải là like thật, comment phải là comment thật. Còn nếu mà mình dùng tool ấy, thì nó có nguy cơ bị khóa, bị xóa hoặc là thậm chí bị vô hiệu tài khoản. Vâng. Thế rồi sau đó thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo hiển thị, chạy quảng cáo hiển thị một cái ngân sách nhỏ cho cái bài đấy trước để cho nó được tiếp cận được nhiều lượt lên, đúng không? Hoặc là chúng ta lại tiếp tục và chạy bài tương tác nhưng mà là tương tác bài viết. Đấy. Chúng ta chạy trước để có một cái lượt tương tác, lượt bình luận cho cái bài đó, và những cái bình luận mình cũng không cần xóa đi, mình chốt được đơn hay không chốt được đơn mình cũng không cần xóa đi. Trước đây mình hay cần phải xóa đi để tránh bị cướp đơn, nhưng bây giờ mình có thể không cần, mình cứ để đấy, cho cướp cũng được, nhưng mà mình sẽ lấy những cái khách về sau. Sau này thì mình mới chạy cái chiến lược chính, đấy là chạy quảng cáo
tương tác nhưng mà có tin nhắn, và tối ưu là tối ưu số lượt truy cập vào tin nhắn, làm sao để thu hút được nhiều tin nhắn nhất có thể. Thì đây là cái dạng mà mọi người thường hay chạy nhất, đó là quảng cáo, mục tiêu tiếp thị là tương tác và hướng tới việc là nhắn tin mua hàng. Thì người Việt rất là thích nhắn tin mua hàng cho nên là mình chạy dạng này. Nhưng để chạy dạng này thì trước đó là gì? Mình đăng bài, sau đó là mình bắt đầu bình luận, comment, chia sẻ, seeding đi. Sau đó mình chạy hiển thị hoặc là chạy tương tác trước một chút. Mình chạy đuổi, tức là những cái phần đấy mình chạy trước, sau đó mình mới chạy cái chiến lược chính. Rồi, thì khi về nhắm chọn, phần target, super target ấy là chúng ta sẽ chọn rộng trước. Chủ yếu là chúng ta nhắm vào tuổi tác, giới tính, khu vực và một số những cái sở thích và hành vi cơ bản. Đấy, bởi vì hiện nay Facebook nó cũng rất là thông minh. Nhắm rộng để làm gì? Để chúng ta xem cái mức độ giá thầu của nó như thế nào và cái nhóm đối tượng khách hàng nào họ tương tác nhiều. Đó, thì sau đó thì mình sẽ điều chỉnh các cái chiến dịch về sau. Mình có thể chạy trực tiếp ở trên máy tính thông qua trình duyệt quảng cáo. Hoặc là chạy trên điện thoại, mình vào app mà Ads Manager, Meta Ads Manager mình chạy. Đấy. Thì chạy trên máy tính thì mình target được sâu hơn, mình có thể đánh vào super target được. Còn nếu mà mình chạy trên điện thoại thì mình target được ít hơn một chút, nhưng mà mình vẫn ok, chạy bình thường. Thế còn khi target thì chúng ta phải nhớ là chúng ta có những cái gì, chúng ta có là sống ở đâu, địa lý, rồi thì thả ghim, rồi thì tuổi, rồi thì giới tính, nhắm mục tiêu bao gồm, nhắm mục tiêu loại trừ, trong bao gồm thì có nhân khẩu, sở thích, hành vi. Đấy, và trong từng cái đấy thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn trong các video khác rất là kỹ rồi. Đấy, thì mình phải chọn làm sao nó đúng tệp đối tượng khách hàng. Đấy, và có những cái chiến lược chạy rộng, chạy phổ nếu mà ngân sách lớn, còn phụ thuộc vào ngân sách nữa, phụ thuộc vào sản phẩm. Đấy, ví dụ sản phẩm quần áo chẳng hạn, mình có thể bán được toàn quốc. Sau đó thì mình có thể áp dụng một số những cái kỹ thuật chạy như là tạo nhóm, đúng không? Nhân nhóm chiến dịch hoặc là nhóm quảng cáo. Và chúng ta bật các cái chế độ để làm sao chạy nó không được trùng đối tượng. Bí quyết là chạy không trùng đối tượng để mình tăng được cái lượt tiếp cận với những khách hàng mới. Hoặc là mình có thể là tạo ra những cái tệp, những người đã tương tác với mình, sau đó mình loại trừ tệp để mình luôn luôn tìm được những cái khách hàng mới. Vâng, mình có thể thử nghiệm tăng ngân sách và tăng ngân sách một cách có hiệu quả. Bởi vì hiện nay tăng ngân sách nó có một tình trạng đấy là nó có thể làm tăng giá thầu và nó có thể làm tình trạng là bị cạnh tranh trong các cái nhóm quảng cáo hoặc các chiến dịch quảng cáo của chính mình. Sau đó thì bước tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị người để tư vấn và chốt đơn. Thế thì tư vấn và chốt đơn, ví dụ như mình bán quần áo, mình bán cái áo này thì mình phải có chụp ảnh người ta đang mặc, mặt trước, mặt sau, rồi mình đặt ra nền nhà, mình đặt vào kênh, rồi mình quay video cái sản phẩm, rồi mình lột mặt trái, mặt phải, quay rất là chi tiết từng những cái chi tiết một, ví dụ cái cổ áo như thế nào sờ rất là mịn, đúng không ạ? Rồi thì cái ống tay như thế nào sờ rất là mịn, cái mặt vải sờ như nào, rồi cái mặt trái, mặt trong của nó như nào, tức là mình chuẩn bị sẵn những cái phần mà để mình tư vấn. Khi khách hàng họ hỏi là mình gửi, mình dùng Facebook mình gửi rất là nhanh. Em gửi anh chị, đây này em chụp ảnh mặt trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải, người mặc ma nơ canh mặc em treo ở móc như này như kia, nó họ rất là dễ tưởng tượng. Xong quay video lột mặt trái, lột mặt phải, rồi người mẫu đang mặc trong nhà, người mẫu mặc đi chơi, người mẫu mặc đi làm. Đấy, rồi màu sắc của nó, màu tự nhiên, màu trong nhà, màu trong ngoài trời, vân vân. Thế xong đó là mình mới tư vấn chốt đơn bán hàng. Đấy, và chốt được đơn thì mình cần phải xác định là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số lượng mua, màu sắc, sai số, không được có nhầm lẫn, và mình xác nhận lại với khách hàng một lần nữa. Thế sau đó mình vào đơn, mình ship, mình cũng phải hẹn cho khách là một ngày hay hai ngày hay ba ngày anh được quyền xem hay không được quyền xem, anh được quyền đổi trả hay không được quyền đổi trả, chính sách cũng làm sẵn một cái chính sách xong mình gửi. Đó. Và sau khi mình chốt được đơn thì mình cũng phải theo dõi đơn. Anh ơi, anh đã nhận được đơn hàng chưa? Nếu mà anh chưa nhận được thì vì sao anh không nhận rồi ABC vân vân, để tăng được cái tỷ lệ chốt đơn lên, đúng không ạ? Tăng được cái tỷ lệ giao hàng thành công lên. Đấy. Và sau đó thì mình mới đến cái bước là chăm sóc khách hàng sau bán. Cảm ơn anh đã mua hàng, cảm ơn chị đã mua hàng, anh chị cho xin video feedback nhé, vân vân. Anh chị có hài lòng không?
anh chị nhớ chia sẻ vân vân. Và sau đó thì mình cũng sẽ tạo, có thể là tạo các cái tệp remarketing hoặc là tệp loop online cho việc chạy quảng cáo và remarketing tiếp theo. Thì đây là cái kinh nghiệm mà tôi tạo được cái quy trình chạy cho các bạn. Bí quyết nó nằm ở cái chỗ là thứ nhất là về nội dung là mình phải chuẩn bị kỹ, hình ảnh đẹp, video đẹp, đặc biệt là video ngắn bây giờ, và chương trình bán hàng kỹ. Sau đó mình đăng lên, page xong thì mình phải thực hiện các nghiệp vụ chim mồi để cho nó có lượt xem tự nhiên, được comment, được bình luận tự nhiên. Sau đó thì mình mới chạy hiển thị hoặc là chạy tương tác bài viết trước. Sau đó cuối cùng thì mới đến phần chạy chính, đấy là chạy tương tác bài tin nhắn. Và trong quá trình chạy thì mình tạo nhiều nhóm, mình chạy từ rộng đến hẹp, mình chia thành các cái tệp và mình theo dõi nha. Và mình quan trọng nữa là các cái kỹ năng chốt đơn, tư vấn chốt đơn và chuẩn bị cho hoạt động chốt đơn. Vâng, xin chào và cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Nếu mà các anh chị các bạn cần sự trợ giúp thì xin vui lòng liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào.